Hello, xin chào mừng các bạn đã đến kênh Ngọc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên, xin thành cảm ơn các bạn đã dành cho biết thời gian, click và xem video của mình. Thì chia sẻ các bạn, hôm nay là Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021 các bạn. Thì nay cũng là ngày cuối tuần rồi các bạn. Thì sáng giờ mình cũng có đi mua bò, thì mình mua tổng thể đã được 6 con 3B với lại 2 con ngay cái cột đó. Thì nói chung là sáng giờ trời mưa lắm các bạn, thì trời rất là lạnh, mưa ướt nữa. Thì giờ mình cũng còn ở nhà ông anh này, chờ ông anh này lừa bò về rồi mình mới quay video. Chứ tại vì nãy mình mua là mua trên trại các bạn, thì giờ chờ bò về rồi mình mới mới quay chi tiết từng con được, rồi mình làm cho anh em xong mình quay chi tiết từng con cho bạn xem được. Thì trước khi vào nội dung chính của mình đó, chi tiết tổng thể là 8 con nghé này, thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé các bạn. Đó, giờ bắt đầu mình quay chi tiết từng con nghé cho các bạn xem. Ai có nhu cầu mua nuôi sinh sản hay bò béo thì liên hệ với mình, số điện thoại bên góc trái của màn hình của mình nè các bạn. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính với mình nhé các bạn. Rồi anh em bắt được một con nghé cái cọp ra các bạn, cọp siêu khổ siêu ốm giá siêu rẻ đó, cọp mèo sọc đỏ đen các bạn, đều hơi bị xù lông xíu đó. Cọp này siêu khổ siêu ốm này các bạn, nghé này cao khoảng 1 mét, mèo sọc đỏ đen nha các bạn, điều nó hơi xù lông đó, tại vì mùa này ở trên mình thì nó lạnh, với lại là con nghé này thì bỏ bú rồi đó, nên nó đổ lông. Nó con nghé này thì mình báo giá công khai là 17.800.000 nha các bạn. Đó, nghé cực kỳ tốt, chân càng to, cao dài đẹp, màu sắc đẹp. Thì con này về các bạn nuôi sổ lại sổ sáng đó các bạn, tại vì con nghé nên chưa sổ gì hết nên nó xù lông, nó hơi ốm ốm đó, nhưng mà ăn uống này cực kỳ tốt các bạn. Chân cẳng nó to, cao dài, rẻ tiền. Ai muốn nuôi dòng này rẻ tiền thì bắt con nghé này về nuôi các bạn, dòng nghé cái cột đây. Giá công khai là 17.800.000 đó, cho các bạn tham khảo. Ai có nhu cầu nuôi sinh sản thì liên hệ với mình. Đó, cột đẹp luôn nha các bạn, cột phối 100%, rất đẹp, rất khéo đó, từ chân tới mình. Giá yêu thương luôn các bạn, giá nhẹ nhàng đó, nghe cái cột. Rồi thì anh em bắt thêm được một con nghé cái cọp này nữa các bạn, anh em bắt được 2 con rồi đó. Con này thì dày đê đúc, chân càng to đó, dầu liền yếm đó, dầu yếm đó các bạn, rúng rồi đó, vú thì được 4 vú. Con này thì dày bò, chân càng to đó, sập cọp đây các bạn, mình mấy rồi, nói chung là đùi dai rồi, cổ đau rồi là sập cọp hết đó, mặt cục đầu trụi sẽ mặt 2 sấy, sẽ lưng 1 sấy đó. Thì con nghé này mình báo giá công khai là 21.000.000 đó, cho ai yêu thích dòng nghé cái cột này về nuôi sinh sản. Con này thì cũng lớn tháng rồi các bạn, cũng gần 8 tháng rồi, thì con này về các bạn nuôi thêm vài tháng nữa, 2-3 tháng nữa đó là lên giống đó các bạn. Đó, khâu đuôi thì to, dày đê đúc, mập mạp, các bạn nhìn cái bánh sữa các bạn, nghe tốt lắm các bạn. Đó, nghe mà bánh sữa dùng dình rồi các bạn. Đó, khâu đuôi thiệt bự, cao dài, con này thì nó cao khoảng gần 1m1 rồi các bạn. Đó, chân càng to, đẹp bò, khéo bò, dày bò. Đó, giá công khai 21.000.000. Đó, đùi mông nữa các bạn, chân cầu hở. Đó, cao dài, dày. Đó, dậu yếm màu dày, tốt bò. Đó. Thì bây giờ mình đi tiếp các bạn, thì được con gì nữa thì mình làm video các bạn xem luôn một lần. Đó, nghe cái cột cực kỳ tốt các bạn. Giá công khai 21.000.000, đầu trụi không có sừng nha các bạn. Đó, đi phân tốt, phân lạc là tốt lắm các bạn, dày đi đúc. Đó. Thì bây giờ nói thiệt các bạn là cái máy mình nên nó bị hư rồi nên mình phải lập tiếng các bạn đó, do tại vì là cái máy mình cái mic nó hút vào rồi các bạn, nó bị hư rồi nên phải đeo tai phone để mình nói cho các bạn mới nghe được đó. Nghe cái cột 21.000.000 các bạn đó. Thì ngày nay mình bắt được một con 3B đây các bạn đó. Thì con này là giá siêu nhẹ luôn, nó hơn bò lai xíu thôi các bạn, nó cao nói chung là gần 1 mét. Bê bê da lương, chân trụ rồi các bạn, chân trụ to. Đó, tốt lắm các bạn, nghe này tốt, nhỏ tiền nhẹ tiền. Đó, cổ đây, dài hở đây, đùi mông này. Đó, mông gân cơ rõ ràng nét 2 đường. Bò này không còn bú nha các bạn, gần 6 tháng rồi. Đó, dài đùi tốt,
quay kỹ cho các bạn xem. Đây thì con nghé này mình báo giá công khai là 17 triệu. Đó, bà bè siêu nhẹ, siêu rẻ tiền luôn. Đó. Dàn dài tốt lắm các bạn, đó, dài hơn. Đó. Đùi mông này. Ừ. Cần hai cơ đàng hoàng, rõ ràng. Chân kén tốt. Đuôi ngắn. Ai yêu thích con này mua về nuôi bò béo thì giá công khai là 17 triệu. BB. Đó. Mặt này. Giá hơn giá bò lai xíu các bạn. BB. Đó. Giá siêu nhẹ nhàng luôn. Rồi thì ngày này có ông chú cũng kêu ông bán mình hai con ba b đực nữa các bạn đó, thì mình cũng thương lượng giá xem, mình mua hai con nghé này tại nhà chú là giá 48 triệu đó. Bây giờ mình quay chi tiết hai con nghé cho các bạn xem. Đây là con bà mẹ này các bạn, còn con mẹ nữa thì cột bên kia đó, con mẹ này chữa rồi nên chú tách riêng hai con nghé ra. Nghé này thì bỏ bú rồi nha các bạn, hai con nghé đực ba b này thì bỏ bú rồi, không còn bú liếm gì nữa hết đó. Nói chung là bỏ bú rồi thì các bạn biết rồi đó, đẹp tốt bò, cao dài. Bò này nó rơi vào khoảng 1m15 hết rồi nha các bạn đó, già tháng rồi, đã 8 tháng mấy rồi đó, tại vì bây giờ thiếu cỏ thiếu rôm nên chúng phải bán. Bò đông lắm các bạn. Đây, bò ăn uống thì cực kỳ tốt đó, con này thì cái dai nó cạ vô cái coi đây các bạn, nó bị lát lát cái dai một xíu nhưng mà không sao. Nói chung hai con nghé này dai đuôi tốt lắm các bạn. Để mình vào chuồng mình quay chi tiết hai con nghé đùi dài mông cho các bạn xem. Đó. Bò phối 100% nha các bạn. Mèo đen, giờ không có lỗ đuôi lỗ trắng gì hết. Hàng 3B. Đây các bạn, đây đùi mông hai con nghé đây. Đó, nghé này thì cũng già tháng rồi, 7-8 tháng hết rồi, không còn bú gì nữa hết. Đó, mà chú nuôi không có xúc, đùi dài cỡ đây. Thì chú nuôi nó nói là bây giờ bò nhiều quá, có rôm ăn nhiều quá không đủ các bạn. Ở bên kia còn từ 20 mấy con nữa các bạn. Đó, nói chung là bò mẹ bò con nó lung tung hết. Đó, hai con đùi dai gân cơ có đây. Đó, nét đường cơ hai gân. Đó, chân cánh nó to. Cao 1m1. 1m15 rồi các bạn. Mình cao của đó 1m1 mà chắc. Đó, siêu con, siêu. Đó, dai hở, đùi hở. Đó. Con này thì dai hở hơn con bên kia một xíu. Thì con này kẹp nem bét ở nhà chú nó là 48 triệu rồi các bạn. Thì mình bán với bạn với giá là 49 triệu một kẹp. Thì ai muốn bắt lẻ từng con thì giá 24 nem. Đó, đùi dai nữa. Bò này hơi dơ các bạn, tại vì ở đứng chuồng này hơi dơ. Đó, dai hở đùi hở đây. Để mình quay cái con đít cái mông con nghé này cho các bạn xem. Đó, đùi con nào cũng nói cũng như cái banh hết các bạn. Đó, thâu đuôi to. Đó, hai con giá công khai 49 triệu. Thì ai muốn mua một con thì giá 24 nem. Đó, mình bán luôn một kẹp lại luôn các bạn. Thì muốn mua con bán con, muốn kẹp kẹp. Thì mai mình còn 4 con nữa mình làm video sale nha các bạn. Ba bê hết các bạn. Đó thì video mình chỉ có bao nhiêu đó thôi các bạn. Thì ngày nay bác tổng thể là được 9 con. Đó, mà bây giờ mình làm video trước mắt là được 5 con. Đó, còn 4 con ba bê được. Ngày mai mình làm video sale nha các bạn. Tại vì bây giờ bò anh mới lừa trên núi về các bạn. Bò ăn trên núi thả đông rồi các bạn. Thì anh mới lừa về đây, bây giờ mình quay tối rồi mình mua thì mình mua trên núi rồi, nhưng mà chờ anh lừa về thì quay video không kịp nữa các bạn. Thì có gì đợi sáng mai mình làm video về bốn con nghé đó, ba bê đực đó cho các bạn xem. Đó, thì tổng thể là ngày nay bắt được tổng thể là 9 con. Thì giờ làm video trước 5 con. Thì hai con nghé cái cột, một ba con nghé đực ba bê đó thì 5 con. Thì ngày mai mình làm video sau về bốn con ba bê kia. Thì ai có nhu cầu nuôi bò béo thì liên hệ với mình. Rồi, nói chung là cũng chúc các bạn một buổi tối ngày chủ nhật vui vẻ và thật hạnh phúc bên gia đình. Rồi có gì mai mình làm video chi tiết bố con nghĩ cái sale cho các bạn tham khảo. Rồi, bye các bạn.